Xin chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với video thuật của mình. Những ngày vừa qua thì gần như toàn bộ trên cả nước khí hậu đều rất là nóng, mọi vùng mọi miền đều rất là nóng bức. Và mình chợt nảy ra một ý tưởng, đó là mình sẽ so sánh một chai nước hoa đắt tiền và một chai nước hoa rẻ tiền. Mà đây đó là Crete Aventus và Nautica Voyage. Hai chai nước hoa này luôn luôn được đánh giá ở mỗi một phân khúc giá đều là đã best dùng cho mùa hè. Nhưng sự khác biệt của nó đó là ở mức giá mà chúng ta sẽ bỏ ra để sở hữu một chai nước hoa. Chai nước hoa nào sẽ được đánh giá cao hơn trong cái điều kiện thời tiết như hiện nay ở Việt Nam? Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời. The first. Okay. And this one. It's for men, right? Yeah, it's for men. Which one? Which one you prefer? Can I smell this one again? Okay. This one. This one? Yeah. Okay. It's Nautica Voyage. Like, yeah. Sweeter. The other one is a bit more spicy. Yeah. Actually, this one is very expensive and one is very cheap. And you just like the cheap. Yeah. The first. This one. Mm-hmm. Okay, and the second. Yeah. So, which one you like? Definitely the first one. The first one? Yeah. Both of you? Also. This one? Well, yeah, the first one. The first one. Okay, yeah. The first. This man. And the second. Which one you prefer? This one? No. Can I smell? Okay, yeah, Crete Aventus. Yeah, okay, thank you. Để em ngửi vào. Và cái này. Em thích mùi này hơn à? Rồi, ok, giờ anh cảm ơn nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Nautica Voyage. Mọi người có thể thấy kết quả là như thế nào? Vậy Nautica Voyage có hơn Crete Aventus hay không? Câu trả lời của mình là tùy theo thời điểm mà chúng ta sẽ sử dụng. Ví dụ như trong cái tình hình thời tiết như hiện nay, được như mấy ngày hôm nay, thì Nautica Voyage được mọi người cảm thấy dễ chịu hơn khi mà ngửi. Thế nhưng có thể khi mà nhiệt độ hạ xuống, trời nó mát mẻ hơn, thì chúng ta cũng chưa chắc là nó sẽ vẫn được mọi người cảm thấy dễ chịu khi ngửi hơn là Crete Aventus. Cái mình muốn nói đây đó là kể cả một chai đắt tiền hay là một cái chai rẻ tiền, nếu như chúng ta biết sử dụng đúng thời điểm, đúng chỗ, thì mùi hương nào cũng được mọi người yêu, cũng được mọi người quý. Chứ không phải là cứ bỏ tiền ra mua một chai đắt tiền các bạn xịt là ok. Đó, đấy là cái mình muốn nói ở trong cái video này. Video của mình đến đây là hết. Rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu như bạn cảm thấy video có giá trị. Và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.